Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thuyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức bàn hoàng cộng đồng Việt ở nước Mỹ thưa quý vị. Và trên màn hình báo chí truyền thông nước Mỹ đang đưa tin về tai nạn xe VinFast ở thành phố Columbus, tiểu bang Ohio thưa quý vị. Và tai nạn này xảy ra vào ngày 23 tháng 5, ba và trên màn hình đây là bài báo của ký giả Kelby Hutchinson đăng ngày 23 tháng 5 2023 nói về hai cái chết rất thương tâm của người Việt trong một vụ tai nạn xe Tesla ở thành phố Columbus. Có thể nói đây là một cái tai nạn thảm khốc. Hai người Việt này đã bị chết cháy trong xe Tesla thưa quý vị chiếc xe Tesla của họ khi mà họ lái thì vào cái lúc uh, sau 11 giờ đêm xin thưa quý vị là như vậy và họ đã bị tai nạn vào tầm khoảng lúc uh, 11 giờ 22 phút tối có thể nói rằng uh, thì uh, việc tai nạn xe hơi thì cũng khá bình thường ở nước Mỹ này thưa quý vị tại vì cũng xin thưa nước Mỹ này có hàng chiếc xe cho nên chạy trên đường cũng rất dễ bị uh, tai nạn. Tuy nhiên uh, tai nạn này đến từ uh, chiếc xe Tesla. Đây là một cái điều mà truyền thông báo chí Mỹ đang nghi ngờ chiếc xe Tesla có những cái vấn đề về an toàn giao thông, vân vân. Đi xin tức viết chi tiết như sau trên The Ledger Inquirer, thì hai cư dân thành phố Columbus uh, đã chết trên một cái tai nạn uh, xe của Tesla ở trên đường Hancock vào cái buổi Chủ nhật thưa quý vị thì uh, theo uh, chuyên viên uh, giáo nghiệm y khoa của County và theo tin tức của cảnh sát thì uh, họ cho biết là đã có những cú uh, điện thoại gọi đến uh, xin uh, cấp cứu vào lúc 11 giờ 22 phút tối ngày chủ nhật thưa quý vị. Thì nạn nhân là hai người Việt Phong Đỗ 54 tuổi và Toàn Nưu Trần tức là Toàn Nguyễn 48 tuổi đã chết ngay tại chỗ tiếng Anh gọi là were death at the scene. Có thể nói là từ lúc mà họ nhận cứu điện thoại 11 giờ 22 phút tối thì cho tới khi mà họ tới hiện trường thì đã sau 12 giờ đêm, tức là after midnight Monday morning. Thì đó là theo lời của chuyên viên giáo nghiệm pháp y Buddy Bryan của quận hạt Muscogee, tức là Muscogee County thưa Thì có thể nói là đây là hai người bị chết cháy trong xe Tesla tai nạn này hết sức thương tâm có thể là tin tức uh, từ cảnh sát cho biết như sau là chiếc xe Tesla đã bốc cháy ở một cái thời điểm sau uh, 11 giờ và tới 11 giờ 22 phút thì họ nhận được cú điện thoại uh, kêu gọi cấp cứu từ quý vị thì ông uh, trưởng uh, coi như trưởng văn phòng division chief John Shaw đây là trưởng văn phòng của đơn vị phòng cháy và cấp cứu tức là Fire and EMS của thành phố Columbus cho biết là có thể là cháy là một cái hiện tượng rất thường xuyên xảy ra sau khi tai nạn thưa quý vị nói chung là chẳng hạn như đụng xe va chạm rất mạnh rồi xe sau đó sẽ bị chập bạch điện chẳng hạn rồi gây cháy rồi vân vân thưa quý vị thì một cuộc uh, giáo nghiệm y khoa sẽ được uh, tiến hành với các nạn nhân tức là phong độ 54 tuổi và toàn nguyện 48 tuổi để mà tìm ra nguyên nhân của cái chết đó là theo lời của phía cảnh sát và phía đơn vị uh, giáo nghiệm pháp y thưa quý vị thì uh, lực lượng uh, cứu hỏa của thành phố Columbus cũng đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. đây là lửa từ chiếc xe Tesla thưa quý vị đã gây ra hai cái chết rất thương tâm cho hai người Việt, hai người Việt đã bị chết thui coi như chết cháy trong chiếc xe Tesla một cách hết sức đau đớn thưa quý vị có lẽ là vừa bị uh, tai nạn uh, rất nặng và vừa bị uh, chết cháy đây là một điều khá bất thường chúng tôi cũng xin nhắc lại là những chiếc xe điện thì thường có tới 6 cái cảm biến để mà nhận dạng địa hình địa vật những chiếc xe trước mặt hoặc là những cái barrier trắng vân vân nhưng không hiểu vì sao mà xảy ra tai nạn một là đường quá tối vào sau lúc 11 giờ đêm khuya hai là chạy Quá nhanh, quá tốc độ thì đó là những cái lỗi của người lái xe rồi lỗi của môi trường nói chung là đường quá tối quá khuya thì chúng ta cũng không nên lái xe ra đường vì có nhiều cái bất trắc nhiều cái rủi ro trên đường chẳng hạn như hố rồi lọt xuống đường mương vân vân rất nhiều cái tai nạn có thể dễ xảy ra thưa quý vị thì đối với chiếc Tesla đây là một cái điều mà họ làm mất uy tín làm ăn có thể ấu tả nếu mà cơ quan pháp y và cơ quan cảnh sát của địa hạt thành phố Columbus nếu mà họ tìm ra những cái lỗi lầm trên chiếc xe Tesla thì đó là phần lỗi phần trách nhiệm của Tesla thưa quý vị. Có người hỏi là những cái tai nạn như vậy có bao lo hậu sự hay không thưa quý vị thì cũng xin thưa là công ty Tesla hay những công ty xe thì không bao hay không lo hậu sự thưa quý vị mà đó là việc của cá nhân của gia đình còn bảo hiểm trách nhiệm của bảo hiểm tới đâu thì tùy theo mỗi hãng bảo hiểm họ ký kết hợp đồng với nhau theo những điều khoản khác nhau thưa quý vị điều khoản riêng của mỗi hạng không giống nhau. Có hạng thì bồi thường giá tiền này, có hãng thì bồi thường giá tiền khác, có hạng thì trúc trách nhiệm, có hãng thì phủi bỏ trách nhiệm vân vân. Có hạng thì chỉ trả 50% tiền tổng chi phí thiệt hại vân vân thưa quý vị. Cho nên khi xin nhắc với quý vị ở Hoa Kỳ khi mua bảo hiểm thì cần phải đọc rất chi tiết những điều khoản trong hợp đồng thưa quý vị để tránh bị những thiệt hại mà mình chỉ nghe ngóng chẳng hạn như người bạn mình có những cái hợp đồng bảo hiểm tốt nhưng giá cao mình lại không mua giống như vậy mà lại đi mua ở những hãng bảo hiểm rẻ hơn giá tiền hàng tháng thấp hơn nhưng khi bồi thường thì cũng thấp hơn thưa quý vị Chẳng hạn như hãng khác bồi thường 10.000 đô Nhưng những hãng rẻ tiền thì chỉ bồi thường có một nửa là 5.000 đô chẳng hạn như vậy Vân vân Rồi có những hãng thì chỉ bồi thường tối đa 50.000 đô la Có hãng thì bồi thường 100.000 đô la Cũng có hãng bồi thường 500.000 đô la vân vân Mỗi hãng bảo hiểm đưa ra những cái mức giá khác nhau thưa quý vị Thì trên màn hình quý vị thấy là những uh, cơ quan truyền thông khác ở Hoa Kỳ cũng đã đưa tin, chẳng hạn như Leakextra.com cũng đưa tin với ký giả Samantha Smith cách đây 5 ngày là hai cái chết trong tai nạn Tesla ở thành phố Columbus. Thưa quý vị là như vậy. Có thể nói rằng uh, tai nạn này đang gây sự xôn xao, chấn động ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại và truyền thông báo chí của nước Mỹ thưa quý vị thường thì à, dù có tai nạn cũng rất khó chết mà trong trường hợp này lại là chết cháy thưa quý vị coi như bị thui đây có thể là lỗi lầm của những người Việt thiếu hiểu biết à, không biết cách à, đối phó khi mà xe bị cháy hoặc là bị à, tai nạn có những cái cách à, thoát hiểm nhưng dường như là những người Việt à, gốc Việt à, không học tới nơi tới chốn, cho nên cũng chẳng biết cách nào để mà thoát hiểm trong tình trạng chiếc xe bị cháy thưa quý vị. Thường thì có vài cách thoát hiểm, chẳng hạn như phải mua một cái búa đặc dụng, chuyên dụng, búa mà chuyên môn à, đập vỡ kính xe thưa quý vị. Ở đầu búa thì thường là hình à, trụ nhọn để mà người ngồi bên trong xe có thể đập vỡ kiến xe tại vì những chiếc kiến xe là những kiến cường lực dùng búa thường có thể là không hiệu quả hoặc là rất mất thời gian và những chiếc búa chuyên dụng này thì phải mua riêng thưa quý vị rồi phải để ở đâu đó trong xe trong tầm với và trong nhiều trường hợp thì uh, nếu mà lật xe vài vòng thì có thể những chiếc búa này văng ra gây chấn thương cho người lái, hành khách uh, trong xe vân vân. Rồi có những cái uh, nút để mà kích hoạt khi mà xe bị nguy để mà có thể thoát ra thưa quý vị. Uh, nói chung là có nhiều kỹ năng cần phải học hỏi một cách uh, cẩn thận, rõ ràng, chi tiết thì mới có thể thoát hiểm được. Còn trong trường hợp này, hai người, anh Phong Đỗ 54 tuổi và Toàn Nguyễn 48 tuổi có lẽ là thiếu kinh nghiệm trong cái việc ứng xử cấp cứu nên dẫn tới tai nạn cho chính mình rồi dẫn tới bị chết cháy một cách thương tâm, Chích thui trong một cái thời gian dài theo như báo cáo của cảnh sát thì mãi sau 12 giờ đêm họ mới đến hiện trường thưa quý vị, tức là chiếc xe đã bị cháy tan hoang và người chết thì cũng đã chết và chưa biết trách cứ ai, chưa biết ai sẽ bị bồi thường thưa quý vị. Như đã nói nếu mà lỗi của người lái, chẳng hạn như người lái xe uống rượu, nhậu say xỉn rồi mất tập trung, mất lái vân vân thì không thể đổi thừa cho công ty Tesla vân vân thưa quý vị. thì tai nạn này xảy ra ở trên đường Hancock và cả cộng đồng ở đây đã bị bàng hoàng và than khóc thưa quý vị. Hai cư dân của thành phố Columbus đã bị uh, chích thui chết cháy thì đây là một lần nữa thì cũng xin cầu nguyện hương linh sớm siêu thoát nói chung là không ai mong muốn tai nạn nào cả thưa quý vị nhưng lần này tai nạn là xảy ra đối với người Việt cộng đồng người Việt rất đau buồn thưa quý vị là như vậy và thậm chí ở ngay Bolsa cũng không thiếu những tai nạn chết người của chiếc xe Tesla ở tháng trước chẳng hạn như vậy. Cũng đã xảy ra và cũng đã có hai người chết trong xe Tesla ở khu xà tháng trước. Nói chung là vì uh, liên quan tới xe điện thông minh cho nên tin tức mới được loan truyền một cách mạnh mẽ. Còn nếu mà xảy ra với những chiếc xe bình thường xe xăng thì chắc chẳng ít được sự quan tâm thừa quý vị. À, nói chung là Báo chí cũng ít quan tâm đến những tai nạn Thường tâm xảy ra đối với xe xăng Nhưng đối với dòng xe điện Thông minh thì người ta nghĩ rằng Có thể tránh được Rất nhiều tai nạn Nhờ cái hệ thống cảm biến Và nhờ cái hệ thống xử lý Thông minh được đặt trong Chiếc xe Thì lần này là có thể nói Tesla bị Mất uy tín hết sức trầm trọng Còn Nếu mà lỗi đến từ công ty Tesla vân vân thưa quý vị. Cảnh sát thì đang tiếp tục điều tra và cơ quan giáo nghiệm pháp y cũng đang tích cực làm pháp y bổ sẻ để tìm ra nguyên nhân, nguyên do nào mà dẫn đến cái chết của cả hai nạn nhân. Thứ nhất là trước khi xảy ra tai nạn là có uống rượu, có bị ảnh hưởng bởi thuốc gì hay không, vân vân thưa vị. Hoặc là đang có tình trạng căng thẳng, nóng tính trong gia đình, vợ chồng cãi cọ nhau, rồi chồng tức tối lái xe đi trong đêm, chẳng hạn như vậy. Có rất rất nhiều nguyên nhân, nguyên do cần phải điều tra. Nhưng cái kết quả cuối cùng ai cũng thấy đó là bị chết thui, chết thiêu, chết cháy trong xe Tesla, thưa quý vị. Thì đây là câu chuyện thương tâm của hai người gốc Việt ở thành phố Columbus. Một lần nữa chương trình xin chia buồn với gia đình của anh Phong Đỗ 54 tuổi, gia đình của anh Toàn Nguyễn 48 tuổi ở thành phố Columbus, sớm tiêu diêu miền cực lạc thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trọng Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp đời. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.